Ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng xã Buôn Triết, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng người dân tiếp tục gia cố lại đoạn đê bao sông Karong Anna, đoạn qua xã Buôn Triết, huyện Lắc, Đắk Lắk để cứu hàng nghìn hecta lúa đang giai đoạn làm đồng. Tại cánh đồng Mê Linh 2, xã Buôn Triết, hàng chục người dân và lực lượng chức năng huy động máy móc đang tích cực khắc phục những đoạn đê bao bờ sông Karong Anna bị vỡ, ngăn nước tràn vào ruộng lúa. Nếu đê bao bờ sông bị vỡ thì toàn bộ hơn 2.000 hecta lúa của cánh Buôn Triết sẽ bị mất trắng. Do đó, người dân ai cũng cấp tập cứu đê, quên cả ăn trưa. Có mặt tại hiện trường, ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Buôn Triết, huyện Lắk cùng chung tay cùng người dân be bờ, khắc phục đê. Ông Hải cho biết, trong những ngày vừa qua, mưa lớn làm nước sông Karong Anna dâng cao gây ngập một số khu vực. Tại đoạn sông chảy qua địa bàn, xã Buôn Triết cũng bị vỡ đê bao 3 đoạn với chiều dài hơn 150m. Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền phối hợp với người dân để đào đắp bờ đê, tạm thời giữ mực nước không tràn vào ruộng. Ông Nguyễn Tiết Quang, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Lắk cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn và nước từ các lưu vực sông suối đổ về, khiến mực nước sông Karong Anna dâng cao gây ngập hơn 750 hecta lúa hè thu. Trong đó, 3 xã bị ngập nhiều nhất là xã Buôn Triết bị ngập hơn 320 hecta, xã Đắk Liên ngập 268 hecta và xã Buôn Ría ngập 106 hecta. Dự kiến trong những ngày tới sẽ còn mưa lớn, nước sông tiếp tục dâng cao. Để ứng phó với việc ngập úng, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị các địa phương kịp thời vận động người dân khắc phục sự cố, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.